mấy cái bún đây bắt đầu chọc tươi rồi nè. Chẳng nhớ chẳng nhớ để tươi mà thôi đi. Cái này là cạc ngon thăng ạ. Hay con đặt trong món cạc ngon khía. Cạc máu. Chị này dùng sao đi cho máu. Ôi hồi, máu thịt cho mọi người nghe. Thôi chọc đi cho máu đi. Để cạc cho máu. Cạc đi ơi. Phải đọc chữ nó sao lại hơi dài gì mẹ. Hay chung chung. Thôi nhẹ sạch. Ok. Để máu, để bắt chân ra. ແລະຕາຄຽອະລະງຽມໄປໄດ້ໄດ້ໃຫ້ຄືໄດ້ກະຍາໂຕຍຮູ້ໃຈເຮົາມີຕັກໄຕດີຮູ້ໃຈເບົາໂອເຄປະຕັກຫຼາຍອັນຈັ່ງຫຼືຍັງເຄີຍໂອສະຕາໄຕແດຍິວິທາຕົມດຽບຄຽແຕ່ມັນແຕ່ນແຕ່ໃນທ້ອງນີ້ແກ່ດັງແນ່ນາຍັງເອີຍນຶງນູນນະນາຄຽນຶງຈະຮຽບຄູນອັນທ້ອງນີ້ອັນໃດ Không biết để cho ai cái thứ nhất à? Sao nên được?
Wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời sập bạc, sập bạc chứ mọi người. Sập bạc. Ôi trời ơi, phải phải tay. Bọn bọn này salmon, sập bạc, salmon. Salmon, sập bạc. Á, sập bạc salmon. Sập bạc salmon. Trời điên, phạt điên. Là kịp em ơi. Ừ. Ăn kia hơn, ăn kia. Cái này là tôm tôm tuộm tuộm phải hơi nó kìa đem ra cái bên kia đây nào nhỉ. Chịt mồm hay là tỏ hay có phương mơ đang nhầm ai nở đó bạn không ai niệm năng thằng nhà mẹ chọn tê bên là ai đời thả bóng bóng tê nhà tê nó khi bắt nước ai ui anh ấy vô lại cái nạc bạch sốt sạt mà anh ấy trông tê thông mới nạc nè thắc bạc một cái nữa cách ai em thôi. Okay, chuyện bên tên. Hơn hôm anh phong xí xư xí xư nhé. Xí xư xí xư. Tại sao bạn bên ta chủ lúa? Ốc này hả? Hạ đứt khoa khoa ấy anh già mày đắm. Chắc mày kia tha. Hắn cần khai muốn chết. Đừng chỉ vật dân nhé. Chắc mày kia chả. Mình tầm hộp cả ở nhắn nè. Ok. Lâm hai lít. Chào. Chào hai nhắn. Mình tạo bọc dân. Mình tập bánh tê. Bye bye. Chào biết liền.